Hi, xin chào các bạn. Đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình. Thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Và với cái ngân sách là 2 tỷ đồng thì bạn chọn các chiếc xe gì của Mercedes-Benz? Thì đó là cái tiêu đề của Duy ngày hôm nay. Bởi vì là với cái ngân sách 2 tỷ các bạn thì các bạn biết rồi, đa phần các anh chị khách hàng sẽ đưa ra cái ngân sách này để mà mua cho gia đình mình một cái chiếc xe mới. Đó thì ngày hôm nay Duy sẽ mời các bạn cùng Duy sử dụng cái ngân sách 2 tỷ đó và chúng ta chọn cái dòng xe nào của Mercedes. Ok các bạn nha. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, Mercedes-Benz C200 Plus phiên bản V1 và GLC 200 phiên bản V1. Thì với hai cái chiếc xe này các bạn, là hai chiếc xe có thể nói là bán được nhiều nhất ở Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam đó. Và tại sao ngày hôm nay các bạn Duy sẽ đưa ra hai cái chiếc xe này? Bởi vì là một cái chiếc xe gầm thấp và một cái chiếc xe gầm cao ha. Đây là hai cái chiếc xe mà thông thường khách hàng sẽ phân vân không biết lựa chọn cho mình cái chiếc xe nào. Và với thang điểm là 5 điểm thì Duy sẽ cùng các bạn sẽ đánh giá hai cái mẫu xe này nha. GLC 200 của chúng ta có mức giá là 1 tỷ 909 triệu đồng và C200 Plus 1 tỷ 914 triệu đồng. Thì các bạn sẽ thấy là cái giá nó như nhau, nhưng chiếc xe GLC 200 chúng ta là chiếc xe SUV gầm cao và C200 của chúng ta là chiếc xe sedan gầm thấp. Thì với hai cái chiếc xe này các bạn, thì cái thói quen sử dụng xe của người Việt Nam của chúng ta là thông thường sẽ chọn cái chiếc xe gầm cao, cũng như là chiếc xe sử dụng cho gia đình, và một gia đình của chúng ta thì cũng như là sử dụng chung một cái chiếc xe ha. Với cái chiếc xe GLC 200 này, một cái chiếc xe SUV, Duy đánh giá với cái thang điểm là 4.5, còn đối với chiếc xe sedan C200 này thì Duy sẽ đánh giá ở cái mức là 4 điểm. GLC 200 của chúng ta sử dụng động cơ 2.0 lít động cơ xăng truyền thống, và C200 Plus của chúng ta sử dụng động cơ 1.5 lít và kết hợp thêm cái motor điện, và đây là cái động cơ phát triển mới nhất của Mercedes-Benz. Cho nên là Duy sẽ cho C200 của chúng ta với thang điểm là 4.5 điểm và GLC là 4 điểm. Với lớp xe của C200 thì được trang bị là lớp xe Crunchlash và không có bánh xe dự phòng. Trong khi đó thì GLC 200 thì là lớp Thai-Fix, nhưng đi kèm theo bánh xe dự phòng nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều, và lớp Crunchlash của chúng ta thì lại an toàn hơn. Cho nên là về cái thang điểm này thì Duy sẽ cho là 4.5 cho hai cái chiếc xe của ta. GLC của chúng ta thì chúng ta sẽ lóc cửa và mở cửa thì phải sử dụng chìa khóa. Trong khi đó thì C200 Plus của chúng ta thì sử dụng chìa khóa thông minh Keyless Go. Chúng ta chỉ việc là cảm ứng lóc cửa và mở cửa ha, khởi động xe không cần chìa khóa luôn. Thì Duy sẽ cho C200 Plus của chúng ta với thang điểm là 5 điểm, còn GLC 200 là 4 điểm. Về phần camera lùi trang bị cho hai xe này thì đều sử dụng camera lùi ở phía sau, không có camera 360 độ, cho nên là Duy sẽ cho hai cái chiếc xe này với cái thang điểm là 4 điểm bằng nhau. Không gian của cốp xe là một lợi thế rất lớn của GLC 200. Đó, chúng ta có thể biến cái chiếc xe của chúng ta thành một cái chiếc xe bán tải luôn các bạn, bởi vì là các bạn thấy nè, chúng ta có thể chở được rất là nhiều đồ ở cái khoang sau này khi mà chúng ta gặp lại cái ghế ha. Ngoài ra thì chiếc xe C200 của chúng ta các bạn, mặc dù là một chiếc xe sedan thôi nhưng cũng sẽ không kém cạnh các bạn nha. Không gian bên trong cốp cũng rất là to, nếu mà Duy cũng sẽ gặp lại cái hàng ghế ở giữa. Cho nên là Duy sẽ cho cái thang điểm là 4.5 điểm cho cả chiếc xe GLC 200 và 4 điểm cho chiếc xe C200 Plus. Về phần nội thất và cũng như những cái công năng và những cái nút bấm để sử dụng trong cái khoang nội thất của cái chiếc xe C200 Plus này thì đa phần các khách hàng trẻ tuổi sẽ thích, rất là thích luôn các bạn. Nhưng đối với những khách hàng lớn tuổi thì với thiết kế của chiếc xe GLC 200 Formatic cũng như là những cái nút bấm, những cái nút để chúng ta điều khiển công năng ở bên trong khoang nội thất này thì các anh chị khách hàng trung niên hoặc lớn tuổi hơn sẽ thích hơn. Thì với hai cái thiết kế cũng như là các công năng bên trong của chiếc xe, hai chiếc xe này thì Duy sẽ cho ở mức điểm là 4.5 bằng nhau luôn các bạn. Hệ điều hòa hai vùng
độc lập trên hai xe C200 và GLC 200 là giống nhau. Và tiếp theo, hệ thống âm thanh trên chiếc xe C200 V1 này là hệ thống âm thanh vòm Boommaster 15 loa. Trong khi đó thì GLC 200 của chúng ta sử dụng hệ thống âm thanh tiêu chuẩn. Hệ thống điều hòa trên xe C200 V1 này thì có một cái tính năng rất là hay, đó là Energizing Air Control để khử khuẩn cũng như là lọc bụi mịn, rất là tuyệt vời. Thì chiếc xe GLC 200 của chúng ta thì sẽ không có cái tính năng này, cho nên là Di sẽ cho cái chiếc xe C200 V1 này với thang điểm là 5 điểm và GLC 200 là 4 điểm. Tiếp theo là chiếc xe C200 Plus phiên bản V1 này thì được trang bị rất là nhiều những cái tính năng để hỗ trợ cho người lái. Ví dụ như là tính năng là giữ làn đường, tính năng phanh khẩn cấp cũng như là tính năng cảnh báo điểm mù. Đây là một cái gói hỗ trợ cho người lái rất là tuyệt vời trên chiếc xe C200 Plus phiên bản V1 này vừa mới được cập nhật. Trong khi đó thì GLC 200 của chúng ta lại không được trang bị, cho nên là với cái tính năng hỗ trợ lái này thì Di sẽ cho C200 V1 này chúng ta là 5 điểm và GLC của chúng ta là 4 điểm. Với 10 tiêu chí vừa rồi Di đưa ra thì cái chiếc xe C200 Plus V1 này có cái mức điểm trung bình là 4.55 điểm và GLC 200 V1 với mức điểm trung bình là 4.1 điểm. Các bạn sẽ thấy là C200 Plus V1 của chúng ta nó sẽ nhỉnh hơn một chút xíu so với lại GLC 200. Bởi vì là chiếc xe C200 Plus V1 này thì chúng ta vừa mới được nâng cấp thêm những cái tính năng để hỗ trợ cho người lái. Và với sự lựa chọn hai cái chiếc xe này các bạn thì nó phụ thuộc vào cả nhu cầu của các anh chị khác nhau. Các bạn có thể là gia đình anh chị sử dụng đã có những cái chiếc xe sedan rồi và muốn sử dụng một cái chiếc xe SUV để chúng ta di chuyển những cái đoạn đường tỉnh hoặc là những cái đoạn đường xấu hơn ha. Hoặc là chúng ta chưa có chiếc xe sedan, chúng ta muốn sở hữu một cái chiếc xe sedan với nhiều những cái công năng, những cái tính năng mới cũng như là với những cái thiết kế hiện đại hơn thì chúng ta sẽ chọn phiên bản C200 Plus V1 này. Thì để biết thêm chi tiết về những cái mẫu xe của Mercedes-Benz thì các anh chị các bạn có thể gọi trực tiếp cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.